chùa Từ Quang. Chùa Từ Quang. Bình Điền. Bình Điền, từ chợ Bình Điền, Sài Gòn Bình Chánh qua mọi người ơi. Rồi à, được cô đi rất là đông luôn. Cái là đoàn của mình chắc đông lắm hả cô? Đông lắm hả cô? Đi xe 16 chỗ hả cô? 16 chỗ. Dạ, 16 chỗ. Mấy cô quá. Mấy cô đem rất là nhiều lễ lên cúng chú Vũ Linh nè. Phan cứng nè. Phan cứng ở dưới nè. Nè, lấy cái bạch phan cứng nè. Phan cứng của cậu. Phan cứng của cậu hả cô? Phan cứng của phan cứng nha kìa. Trời ơi, phan cứng nữa. Nè, phan cứng nè. Con chào cô. Phan cứng của cậu Nam Vũ Linh. Dạ, con chở tất cả các cô nha. Hôm nay đoàn của mình đến phải nói quá đông luôn, mang theo bánh này. Trời ơi, mang câu chứa. Phật tử của chùa Từ Quang. Này, Phật tử của chùa. Đi tham quan chùa đó giờ. Mấy cô cũng mái mộ Vũ Linh. Mà không có dịp đi. Ủa cô nhớ cô chùa Kỳ Quang là nó nằm bên chùa Gò Vấp phải không cô? Không có chùa Từ Quang. Từ Quang. Chánh, à. Tân Kiên. Dạ, Từ Quang chứ con tưởng cô. Xe cảng xuống. Dạ, xe cảng miền Tây xuống xíu. Con cái chùa này cũng quen lắm rồi, đừng có đi rồi. Hôm nay đoàn mình là mà đi xe 16 chỗ xuống đây luôn. Đó, đi thẳng luôn hả cô? À, không, nãy cô ghé chùa Hoàng Pháp. Dạ. Xuống đây. Dạ. Hoàng Pháp. Quý quá mà bà con ơi, thì nguyên cái đoàn Phật tử ở chợ đầu mối. Cô này ở chùa Từ Quang như là thực sự trong chùa đều ghi chép con chùa của chùa Từ Quang, chùa Từ Quang. Dạ. Cô đến từ chùa Từ Quang là Phật tử của chùa Từ Quang. Thì mà cái chùa đó là gần chợ đầu mối đúng không cô? À, chợ đầu mối Bình Điền đó. Dạ. Nó trên đó này, trên này chút xíu. Dạ. Nước quá quý rồi, quá quý rồi. Trên cả tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi, hôm nay đoàn Phật tử chùa Từ Quang, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đến với cậu. Cậu ơi về 16 đây cô ơi. Cô đưa cho em ăn đi để em hỗ trợ cô. Rồi, không, để cho. Cô đừng nói chị để cho em hỏi gì một chút chị đi theo đoàn nhưng mà riêng chị này giảng của người chị cứ Vũ Linh qua giọng ca hát à biểu diễn gì rồi rồi ủa sao hai bình bông không để đây à nhận thấy có bánh ít đâu mọi người ơi. Bánh ít nữa và bánh sầu riêng, bánh bía sầu riêng nữa, ngon quá. Đến nhiều lắm, con cậu ơi mấy món này cậu thích nè cậu ơi. Cậu ơi đồng món cậu thích luôn cậu. Trời ơi 14 người hả cô? Đốt nhang đi. Nhang để xé ra đốt nhang. Đi mấy người. Quý mấy cái cô chú quá. Quý mấy cô quá. Từ ở bên mà gần cầu Bình Điền đó. Gần cầu Bình Điền qua đây cũng hơi bị xa nha cô chú anh chị ơi, cũng hơn 50 cây á. Phải nói là quá quý luôn. Quá quý luôn cô. Dạ. Quá quý. Cảm ơn cô. Đốt đi mỗi người em đem đi coi. Đốt đi được chia ra 13 cây mấy rồi đâu. À, trong đoàn mình có ai hát cải lương đồ không cho mấy cô? Chương trình văn nghệ đồ không? Mấy cô thì mê cả lương nhưng mà phải bực máy mà có cái chữ mấy cô mới hát được đúng không mấy cô? Có nhiều khi hát chai rồi không hợp. Không cũng thuộc lời nhưng mà phải hát có nhạc đồ nó mới hay. Thấy chữ ok. Đúng không? Kinh thang. Cô ơi cho con hỏi là trong đoàn mình là ai mà là lớn tuổi nhất hả cô? Sư phụ nhất á. Nghe đây. À, vậy là cô này sư phụ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 76 tuổi. 76 tuổi vẫn đi ha. Mạnh cô 76 tuổi còn cô còn rất mạnh luôn ha. Dạ. Cô đi lên tới đây. Mến mộ cậu đời đi anh Linh. Rồi bây giờ mình để cho các cô cô thắp nhang đi. Thắp nhang để viếng mộ nha. Ba con hết kim mấy vậy? Đây là dạ bây giờ là tới chương trình là mấy cô thắp nhang. Thứ ba người đốt tài. Tập đạo. Ba người đó. Cô phá hơn trời hoài. Ta là giới thiệu chương trình thắp nhang với nhau. Chết rồi hả? À, xin lỗi mọi người.
tại vì nó cũng vui thì không phải vậy cười. À, fan hâm mộ cứng của cậu vô rồi. Cũng mạo làm. Bây giờ là bả không hát hồ quảng luôn. Rồi, lát hồi cô sẽ hát hồ quảng cả cho mọi người nha. Rồi à, để cô mấy cô thắp nhang xong rồi cái đó mọi người. Có nha. Mấy cô đứng 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 gần gần con chụp bức hình thắp nhang mấy cô. Đẹp quá. À, nước nước xé rồi cúng hả con? Đây để con xé rồi con, giờ cô muốn xé hả con? Xé để nước lên. Bây giờ con rồi nước vòng vòng. Cậu mà hát hay là cũng phải uống nước thấm giọng cậu mới hát hay. À, giống như mấy ca sĩ rồi trước khi hát rồi là phải uống nước hay uống nước cam rồi thấm giọng. Rồi xin chào mọi người nha. Thôi để con làm nát làm sai cho nó thì cho anh rót cho cái ba cái ly nữa. Tuyệt vời quá cô chú anh chị ơi. Đây là tình cảm của đoàn Phật tử ở Bình Chánh ngay chỗ cái chợ đầu mối nông sản chợ lớn nhất ở Sài Gòn đó. Đến viếng nha. Hôm nay cô họp ở rất là nhiều cái cây hoa quả. Bữa nay ngày 2 tháng 5 đồng thời phát tâm nguyện và cầu vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Các cô là nữ không ạ? À? Đoàn nữ là một chánh hoàng. Gọi là Phật tử thì mình có quy y là mới gọi Phật tử phải không cô? Dạ. Có quy y Phật thì mới gọi là Phật tử là chúng ta. Có pháp danh hết á, mấy cô này là có pháp danh. Mấy cô có pháp danh hết đúng không mấy cô? Dạ. Có pháp danh hết, Phật tử là có pháp danh hết. Dạ. Thôi cho tụi con cảm ơn tất cả các cô cũng như là trong đoàn Phật tử của chùa Tường Quang và đến viếng mộ của cậu Năm nha các cô. Thôi tụi con là chúc cho tất cả các cô trong đoàn hát chúc sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc nha các cô. Dạ. Bây giờ hơn chừng tiếng vào hỏi mấy cô thì ở trong đoàn này nghe nói có một cô hát hồ quảng rất là hay nha mọi người thì có cô nói cô nào vậy cô nào hát hồ quảng hay lắm cô mặc đồ lam hồi nãy cô mặc đồ lam à, mời mấy cô qua đây uống nước à mấy cô ơi qua đây bên đây cũng nhiều nghệ sĩ lắm thì bắt đầu mấy cô qua bên mộ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ mọi người ơi. Anh hát cái cô mặc đồ lam này hát không vậy? Hỏi mấy người này nè. Đó. Họ hỏi gì em? Dạ không biết cái mộ của cô Lan. Cô Bình Lan đâu đây? Cô đâu có. Cô Bình Lan đâu? Nghệ sĩ. Nghệ sĩ thôi. Đó mấy cô bắt đầu đi tham quan tất cả. Đúng. Thanh Tú nè. Dạ đúng rồi, chú Thanh Tú nè, bên cầu Vịnh Lụa nè, nổi tiếng lắm á. Tú đó. À. Ông Thanh Sang ở dưới này cô. Cô Thanh Kim Huệ thì bên tay phải của cô. Chú Thanh Trai bên tay trái. Nguyễn Nam Hùng. Cái cô nói Nam chung Hùng là ba của Thanh Thanh Tâm á. Dạ, thì đúng rồi. Mẹ của Thanh Thanh Tâm đúng rồi. Cha cô thật cha con cô Thanh Tâm. Mấy cô cũng mà lần đầu tiên mới đến đây. Thôi lần đầu tiên mới biết mới đi nặng biết cái công viên này. Qua
Thanh Sang đâu? Thanh Sang. Đợi đây, đây 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 con dắt cho. Đó. Thanh Sang đây, mộ cô chú Thanh Sang đây cô. Đây nè hả? Dạ dạ dạ, mộ đây mình đi ra phía bên trước. Rồi chú Thanh Sang rất là nhiều người hâm mộ luôn đó. Dạ. Đúng bên kia mặt. Dạ dạ, mặt bên kia. Vô trong. Vô trong ở đây nè. Lan đâu? Ủa Bình Lan không có trong đây. Đó, mấy cô qua thắp nhang cho chú Thanh Sang. Qua chú rất là đẹp nha, màu đỏ nè. Thanh Sang ủa Thanh Sang đâu biết chỗ ông đây đâu, không có gì đâu có biết. Rất là Thanh Sang chùa mà ông mà lên cả lương rồi á, Thanh Sang ông ghê luôn á. Ừ. Rồi cái giọng chú sẵn sàng hát rất là Thanh hay Sang luôn. Hay lắm à, Thanh Sang đóng hay lắm. Hồi nhỏ là cũng mê chú lắm. Thanh Sang đóng hay mà này chưa. Vậy là chết chung ở đây mà hả? Mỗi lần mà hát lên là bị đòn, đi coi đâu có tivi, đâu có tivi cái loại nhà ta coi rồi bị đòn. Sang thấy mày luôn. Bây giờ đi lần bị đòn. Sang hồi xưa đóng các cô yêu mến Vũ Linh mà cũng yêu mến tất cả các nghệ sĩ luôn. Đàn anh của ai, cậu. Ai chính bà vợ Thanh Sang phải không? Thanh Sang thì chính bà vợ dữ hả? Trời con biết đâu, con mới nghe nói ai ai, ai nói chính bà vợ vậy? Bà vợ Thanh Sang. Rồi rồi. Đúng. Vô tình tiết lộ bí mật luôn. Vô tình tiết lộ cái nào Thanh Sang chính bà vợ. Nghệ sĩ Minh Đạt. Mà sao cô biết vậy cô? Trời ơi trên mấy cái báo dành cho nghệ sĩ đó. Dạ. Tiết lộ. Trời. Vô tình. Trời vô tình. Dân Châu, Dân Châu. Này là thầy. Thầy đề, ông phải thầy đề. Nghe sò, trùm sò. Trùm sò á, đóng vai trùm sò vô hay lắm. Không ai đóng qua được ông này. Trái chùm sò không người nào đóng qua được cái ông Văn Châu nữa. Mà ông cười nói cái tiếng cười không nghe cũng giống như thầy đề là Thanh Điền đóng là hay nhất phải không? Đây Văn Châu đóng chùm sò Trần Ngọc Châu. Bên đây có ông sinh ngày 52 hả? Tháng 1 năm 1985. Ông sinh năm 52 phải không? Không, cái đó là con của chú Văn Châu. Còn chú Văn Châu á xin là để con coi đây. 1952. 1952. Mất thì năm 1919, 2019. Ông Tô Thình đó. Ông Tô Thình đó. Ông mất sao hết nè. Bây giờ mới tới giờ Vũ Linh á. Các cô đây rất là gần về các nghệ sĩ, văn nhạc sĩ ở đây. Cái tuổi này lớn là chỉ có văn nghệ là vui. Văn nghệ mới yêu đời đúng rồi. Quê ở Sài Gòn luôn hả cô? Ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Dạ. Dạ. Cũng ngay chỗ chỗ cũng huyện Bình Chánh á. Dạ. Về tập trung ở chùa đó là Phật tử của chùa Từ Quang. Phật tử rồi. Ủa, cái này Phật tử của chùa Từ Quang. Dạ. Hôm nay là cái là qua cái đám dự rồi xong cái tụi tôi mới tổ chức đi tham quan đến thăm mộ Vũ Linh. Dạ. Một người nghệ sĩ chúng tôi rất là ái mộ. Một người có mình tâm. Mình đến đây lần đầu tiên hả cô? Mới lần này là đầu tiên. Dạ. Dạ. Hôm sau cô cũng có dịp mình đến nhiều lần nữa ha. Dạ, dạ. Có dịp cô nào cô cảm được. Nghĩ cô như thế nào khi đến Hoa Viên Bình Dương rồi ngó thấy được thực tế cái ngôi mộ của chú Vũ Linh? Ở đây thì cái Hoa Viên này rất là rộng, để riêng một cái khu vực dành riêng cho nghệ sĩ rất là tốt. À, đó là một cái có Hoa Viên này có một cái sự tổ chức sắp xếp và tạo dựng những cái khung cảnh để cho cái người mất an nghỉ và thân nhân khi còn sống cũng an tâm mà mình gửi ở chỗ này vậy đó. Chung ở đây nghệ sĩ chung ở đây tốt quá. Rồi bây giờ mình trở về cậu Năm đi. Dạ, giờ cậu Năm đi. Không còn dưới này còn nghệ sĩ mấy còn đi qua hết nghệ sĩ. Rồi các cô đi qua này diễn luôn hết luôn. Quá kiệt qua. Bên này không cảnh mấy bên này là ông Thổ Kèn. Dạ. Đúng là vừa thổi kèn vừa ăn á cô. Vừa ăn chuối á cô. Bận chuối. Chào hay quá trời.
cô của anh luôn. Không phải, ông lên trên đài hoài nha. Dạ. Những người nghệ sĩ nổi tiếng đều có lên trên điện hình mà. À, xác lập kỷ lục đó hả? Đây, Ngô Phương, ổng là Dương Tổng, tức là Tổng Sơn. Ổng kêu môn thổi kèn. Thổi kèn, chú vậy? Ổng đạo công giáo giống như là Thanh Tú. Thanh Tú đạo công giáo.